thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống hối hả tất bật, mọi người dường như bị cuốn theo với guồng quay của công việc, của cuộc sống, thì đâu đó vẫn còn hiện hữu những tâm hồn nghệ sĩ. Họ sống chậm hơn, biết trân quý cái đẹp và nhất là mong muốn được cống hiến nhiều hơn, góp phần cho sự phát triển đi lên của quê hương. Và anh Nguyễn Trung Hiền là một người như thế. Chính anh đã tạo nên một không gian thú vị ấn tượng dành cho những người yêu nghệ thuật. Cùng với đó là một không gian triển lãm tranh độc đáo, truyền tải đến người xem những thông điệp mang tính nhân văn cao cả. Sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt thơ mộng, doanh nhân trẻ Nguyễn Trung Hiền sinh năm 1982, chưa bao giờ ngừng niềm đam mê cho nghệ thuật và cả những ước mơ hoài bão với quê hương. Đà Lạt là nơi đã mang lại cho anh nhiều xúc cảm của tuổi thơ. Có lẽ đó cũng là lý do anh sáng lập nên sân chơi nghệ thuật với tên gọi Studio A7. Địa chỉ hội tụ và kết nối những tâm hồn đồng điệu, những tài năng trẻ đầy nhiệt huyết, những ai đam mê về hội họa, kiến trúc, âm nhạc ở khắp mọi miền đất nước. Dù ở bất cứ lĩnh vực nào đi chăng nữa, thì tất cả những trái tim đến với sân chơi này đều dành tình yêu đặc biệt cho phố núi cao nguyên. Hiện thời thì tất cả mọi người tham gia từ năm ngoái cho đến năm nay và còn nhiều năm nữa, mọi người rất là nhiệt tình, rất là dùng tình yêu có tâm với Đà Lạt, nên đó là cái lợi thế của một cái tổ chức mà phi lợi nhuận, của cái chương trình Phố Bên Đồi. Nên tôi cũng đã được hỗ trợ rất là nhiều từ những đồng đội trong nhà, trong team A7 Studio, cũng như là những cái người yêu Đà Lạt, những cái người đàn anh ở Đà Lạt. Hơn 10 năm xa cách và lập nghiệp nơi xứ người, nhưng trong tâm trí của người thanh niên gốc Đà Lạt này luôn hoài niệm về những ngôi nhà xưa, về những góc phố, con dốc xứ hoa. Để rồi khi quay trở về, anh lại mong muốn được làm những điều ý nghĩa cho quê hương mình. Chính vì thế trong 2 năm liền, chương trình triển lãm tranh Phố Bên Đồi vẫn được duy trì thường niên, thu hút sự quan tâm của giới nghệ sĩ và người thưởng lãm tại phố núi Đà Lạt. Có thể nói ấn tượng để lại trong lòng mọi người về hình ảnh của một tâm hồn trẻ yêu Đà Lạt, đó chính là sự tận tụy, nhiệt tình, lao động nghiêm túc của anh Nguyễn Trung Hiền. Để ngày hôm nay, những người nghệ sĩ có nhiều cơ hội hơn cho việc học tập, trau dồi kinh nghiệm và thể hiện tài năng, để những người yêu Đà Lạt có góc nhìn đầy đủ hơn qua từng thời kỳ thay đổi, rồi từ đó thêm trân quý và giữ gìn những gì riêng có của mảnh đất yên bình nơi đây. Được tiếp xúc và chia sẻ với ảnh là một người con của Đà Lạt đầy cái sự nhiệt huyết và đam mê về một cái vùng đất mà chứa đựng những cái kiến trúc về đô thị, những cái mảng xanh của đô thị hài hòa trong đó, thì ảnh muốn bảo tồn và giữ lại những cái nét này, được đồng cảm bởi những cái điều đó và mình được tiếp nối cái chương trình đó vào cái triển lãm lần hai này. Theo mình được biết thì Phố Bên Đồi là một group mà được đứng đầu bởi bạn Nguyễn Trung Hiền, người sáng lập. Và thật ra đây là một cái nhóm mà mình nghĩ là nó có nhiều cái kết nối đa dạng đối với lại các bộ môn nghệ thuật, không chỉ riêng hội họa mà còn là âm nhạc, nhiếp ảnh, và mình cũng rất là cảm ơn Nguyễn Trung Hiền đã tạo ra một cái nhóm này để cho các anh chị em nghệ sĩ có một cái sân chơi để chia sẻ cùng với nhau. Mỗi chương trình, mỗi sự kiện mà anh Nguyễn Trung Hiền thực hiện đều mang một ý nghĩa đặc biệt gửi đến với tất cả những ai yêu mến Đà Lạt. Đó chính là chúng ta hãy chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, bảo vệ và giữ gìn những vốn quý, những điều mộc mạc bình dị của thành phố trong sương, thành phố của những bản hòa nhạc giữa thiên nhiên tuyệt vời và cuộc sống thanh bình, yên ả.